Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2017. Chúng ta học tiếp 14 cái chức năng của tâm hay là phận sự của tâm. Thì phận sự của tâm gồm có 14 cái phận sự, tức 14 công việc mà tâm phải làm. Trong 14 cái này đó, thì khi mà chúng ta nói tổng quát đó, thì cái chức năng đầu tiên của tâm á, là trong đời sống, mà khi cái tất cả những gì nó khởi lên trong cái suy nghĩ của mình, trong cái lời nói của mình, trong cái hành động của mình, thì tất cả những cái hoạt động đó mình chia nó làm hai phần, một phần thuộc về thiện, một phần thuộc về ác. Nếu thiện thì nó sẽ có quả thiện, và nếu như cái tâm mà nó không có ngay chánh, nó bất thiện, thì nó sẽ trổ sanh cái quả bất thiện. Thì như vậy đó, tất cả những cái tâm quả thiện hay bất thiện đó, thì tụ trung lại có một số tâm nó đầy đủ cái năng lực để nó đưa cái chúng sinh đó đi tái sanh bằng cái quả nghiệp mà do chính mình đã gieo cái nhân, thì mình phải nhận lãnh cái quả đó để đi tái sanh, thì nó gọi là cái tâm tục sinh. Và khi đó cái sát na tục sinh này nó làm xong cái nhiệm vụ, nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ rồi, thì chính cái tục sinh này, tức là cái quả mà chúng ta đã gieo tạo và nó kết tụ lại thành cái sức mạnh để đưa lên tái sanh đó, thì nó lại tiếp tục nó hộ trì cho cái kiếp sống hiện tại của mình. Như vậy chúng ta thấy là trong cái dòng sống hiện tại, ở trong cái tâm thức của mình đó, thì nó chính là cái sự nối tiếp của cái quá khứ đến hiện tại. Hay là nói rõ hơn đó, là cái dòng nghiệp mà nó chảy từ vô lượng kiếp á, thì do nhờ cái tục sinh là cái thức nối liền đây nè, nó sẽ tiếp tục trong một cái thân thể của cái kiếp này, và nó sống trong cái đời sống nội tâm của kiếp này, cho đến khi đó là cái tục sinh này nè, lúc mà nó tạo nên cái kiếp sống mới, thì nó đã định hình cho cái cách chết, cho cái ngày giờ chết, chết như thế nào, nó đã định hình rồi. Thì nó làm công việc thứ ba. Thì đây là mình nói một cách tổng quát toàn bộ cái chung của một cái kiếp sống. Nhưng mà từ cái thứ tư nè, là kháng môn, rồi nhãn môn, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tiệt thức, thân thức, rồi đó qua tới cái phần quán sát, phân đoán, động lực, mốt, thì tất cả những cái phần còn lại này đây, tức là từ số 4 cho tới 14, tức là 4 cái chức năng còn lại đó, thì nó hoạt động trong cái hiện kiếp của chúng ta đây. Hiện kiếp này chúng ta sống như thế nào thì nó hoạt động như thế. Và cái hoạt động của nó đó diễn ra rõ ràng nhất là trong nó hoạt động thành cái tính quy luật của nó. Nó nằm trong cái dòng chảy của tâm thức. Thì cái dòng chảy của tâm thức chúng ta đó, nó tựa vào hai cái lối đi. Cái lối đi thứ nhất là nó tựa vào các căn. Thì cái lối đi thứ nhất tựa vào các căn á, để nó gọi là cái lộ ngũ môn, thì nó sẽ có 5 nhánh. Nhánh của nhãn, nhánh của nhĩ, nhánh của tỷ, nhánh của thiệt, nhánh của thân. Nó tựa vào 5 nhánh đó. Và cái con đường thứ hai nó thuộc vào lộ ý. Thì cái lộ ý này đó, nó sẽ tựa vào cái cảnh pháp của nó đây, nó tựa vào cái sắc ý vật của nó. Mà thường á, thì nếu mà chúng ta nói một cách rộng rãi cho nó dễ nhớ, thì chính Đức Phật có nói là cái nơi nào mà cái ý có thể khởi lên, thì cái nơi đó đó chính là sắc ý vật. Và nếu chúng ta có thể thu gọn lại để nói một cách rất là cụ thể đó, thì khắp trong cái châu thân của chúng ta, chỗ nào có sắc thần kinh thì đều có thể có khả năng khởi lên cái ý cả. Hồi đó trong sách Chú Giải thì người ta nói là trong cái trái tim. Rồi sau này ta nói trong cái thần kinh,
Sau này ta nói là trong cái bộ não, rồi trong tủy sống, nhưng mình khảo sát lại toàn bộ theo cái lời của Đức Phật, thì cái chỗ nào mà nó khởi lên cái ý thì cái chỗ đó chính là sắc ý cơ. Thì chúng ta có thể nói là toàn bộ cái hệ thống thần kinh, mà cái trung tâm của nó chính là não bộ. Và nó xuống cái hệ tủy sống, và hệ tủy sống nó đưa ra các tùng thần kinh, và các tùng thần kinh này đó nó sẽ tỏa nhánh để nó bao khắp cái châu thân, từ cái lớp bên ngoài cho tới lớp bên trong. Thì cái chỗ nào đó mà nó mạnh mẽ, nó có cái khả năng nó khởi lên được cái ý, thì cái chỗ đó gọi là cái ý cơ. Thì như vậy 10 cái chức năng còn lại nó sẽ hoạt động trong cái lộ ngũ, và nó sẽ hoạt động trong cái lộ ý. Thành ra khi chúng ta học ở đây đó, thì đây cũng là phần mà chúng ta ôn tập lại 18 tâm vô nhân. Và đó, cái này cũng chuẩn bị để chúng ta sẽ lặp lại nữa khi mà chúng ta bắt đầu đi vào từng phần của cái lộ nghiểu, hoặc là từng phần của lộ ý, thì chúng ta đây lặp lại nữa. Và dĩ nhiên cái sự lặp lại này đó là có cái lặp lại cái phần chính và những cái phần mà khi nó hoạt động nó nối kết ra làm sao. Thành ra cái khi mình nói tu là tu tâm, thì cái đó là mình nói hết sức là tổng quát. Nhưng để hiểu tâm là gì thì chúng ta cần phải biết rõ nó. Và khi cái tâm này đó nó hoạt động thì nó hoạt động ra sao. Và khi nó hoạt động đó, là nó không phải nó hoạt động có một mình, mà nó hoạt động nó sẽ nối kết ra sao. Nó nối kết từ bên trong cho đến nó nối kết với nhau, nó sẽ nối kết ra làm sao. Thì nó mang tính chất hệ thống, và nó hoạt động có tính chất quy luật, và nó hoạt động mang tính chất tự thân. Và vì vậy khi học những cái điều này thì chúng ta thấy rõ ràng cái vô ngã trong cái hoạt động của sắc pháp và danh pháp. Vi diệu pháp rõ ràng ở cái chỗ đó là có thể phân tích, có thể trình bày để chúng ta thấy rõ, biết rõ, và chúng ta có thể kiểm tra lại nơi chính cái thân và cái tâm của mình, chứ không có gọi là dùng cái lý luận để mà trình bày, không có dùng cái đó, dùng cái phân tích để chỉ rõ. Thì như vừa rồi đó, chúng ta đang nói đến cái phần lộ ngũ, nó chia ra năm nhánh. Thì cái nhánh thứ nhất đó, là cái nhánh mà nó thuộc về nhãn. Thì cái căn bản vừa rồi sư cô có trình bày đó là khi mà cái mắt của mình tiếp xúc với cái cảnh, thì tiếp xúc với cảnh như vậy đó thì nó sẽ tạo tác nên một cái hoạt động mà nó thuộc về tâm, tức là cái hoạt động thuộc về thức quả. Thì vừa rồi chúng ta cũng đã có học, chúng ta nói rằng đây là cái hoạt động thuộc về nhân quả của sự thấy. Và chúng ta cũng sẽ học cái hoạt động nhân quả của sự nghe. Chúng ta học về hoạt động nhân quả của cái sự ngửi, hoạt động nhân quả của cái sự tiếp xúc cái vị, và hoạt động nhân quả của cái sự tiếp xúc xúc chạm về thân. Thì chúng ta thấy tất cả nó đều là một cái hoạt động nhân quả, mà khi chúng ta không có hiểu ra được nó là hoạt động nhân quả đó, thì một cái nhầm lẫn sẽ phát sinh. Và cái nhầm lẫn này đó là tất cả những ai, những cái chúng sinh nào mà chưa học hỏi và chưa trải nghiệm qua để mà thực hành phát sanh cái tuệ giác, đó là thiền tứ niệm xứ hay thiền vipassana, thì chúng ta đều nhầm cái chỗ này cả. Và còn nói thêm như thế này, tất cả những ai mà học hỏi hoặc hành trì về thiền vipassana mà chưa thành tựu hoàn mãn thì vẫn có sự nhầm lẫn. Chứ không phải mình tu thiền rồi là mình hết, không phải mình học hỏi mình biết rồi là mình hết, không phải vậy. Hay nói gọn hơn nữa đó, sát na nào có chánh niệm và chánh niệm được
thì chúng ta mới có cái tuệ giác phát sanh. Còn khi mình hành thiền, mình có chánh niệm mà chánh niệm chưa sâu thì vẫn chưa có hiển lộ rõ được. Thành ra nó phải có một cái lực, nó có một cái khả năng, và cái khả năng là do mình rèn luyện mà thôi. Và cái khả năng này tất cả chúng ta đều có. Nếu không có cái điều này thì chúng ta không vĩnh viễn không bao giờ được làm người. Để sinh ra làm con người thì dẫu có tật nguyền, dẫu có trì độn đến đâu đó thì khả năng này vẫn có. Đó là điều kỳ diệu nhất trong những cái phước mà chúng ta đã tạo ra nhiều kiếp trên con đường luân hồi của chúng ta đó, thì chúng ta có phước trí. Nơi mỗi người, có thể nơi con người mạnh, có người yếu một chút, nhưng mà ai cũng có. Và khi chúng ta ý thức rõ được cái điều này đó, thì chúng ta sẽ nói với chính mình rằng cái mục tiêu tối thượng trong cái kiếp người của chúng ta đó là chúng ta làm sao để cho cái phước trí tuệ này được phát sanh và được mạnh mẽ hơn. Cái đó là một cái chân lý trong cái kiếp người của chúng ta. Và cái điều này, trong cái khi mà chúng ta sinh ra ở đời đó, chúng ta đã không được gia đình của chúng ta và trường học xã hội nói đến. Mặc dù cha mẹ chúng ta, trường học và xã hội có nói đến điều này là con ơi, hãy sống cho tốt, hãy cho đàng hoàng, hãy cho giữ gìn cái nhân cách con người, phải có cái đạo đức, phải có cái lương tâm. Gia đình chúng ta, trường học chúng ta, xã hội của chúng ta nói như thế, dạy như thế. Nhưng mà đi sâu xa vào trong những cái thường thức mà tất cả đã giảng dạy cho ta chưa đủ để chúng ta nhận thức ra mà chúng ta có thể phát triển được cái đời sống tâm linh của chúng ta. Bởi vì có những cái đạo đức thế gian có khi nó đi ngược lại với lại trí tuệ về tâm linh. Chứ không phải đạo đức thế gian là nó trùng hợp với lại trí tuệ tâm linh. Có những cái nó trùng với nhau. Có những cái đó là đi đối nghịch vậy nha. Nó không đúng. Cho nên là cái điều này chúng ta cần phải xem xét lại. Và để có cái sự xem xét này thì Đức Phật dạy chúng ta vậy. Không phải con mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta nếm, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân ta xúc chạm thì chúng ta có thể thấy hết sự thật. Vì nó có hai cái sự thật, một cái sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối. Cái mà tuệ giác phát sanh lên đó là để thấy cái sự thật tuyệt đối. Còn mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm vân vân là để chúng ta tiếp cận với đối cảnh và chúng ta nhận ra một cái sự thật tương đối. Là bởi vì che con mắt lại thì tất cả mọi người ngồi đây chúng ta không thấy gì hết. Bịt cái lỗ tai lại, hoặc đây là cái nhà kiến, thì thấy người ta đứng ngoài nói cái gì với mình đó, không có thể nghe được. Nó tương đối mà thôi. Nhưng mà cái tuệ giác của chúng ta đó, thì nó có cái khả năng, nó vượt không gian. Nó có khả năng vượt thời gian. Nó không bị hạn chế một cái gì cả. Và nếu chúng ta hiểu biết thì chúng ta rèn luyện. Rèn luyện thì chúng ta có được. Cho nên là Đức Phật dạy chúng ta không phải chỉ có chúng ta dùng cái lục căn, dùng cái ngũ căn chúng ta đó, chúng ta tiếp cận thì chúng ta biết được cái sự thật. Ngũ căn chúng ta tiếp cận, chúng ta biết được sự thật tương đối. Khi dùng tuệ giác, chúng ta sẽ biết bản thể của cái sự thật tương đối đó, có nghĩa là chúng ta tiếp nhận một cái chân lý tuyệt đối. Và cái thứ hai nữa
là không phải suy nghĩ của chúng ta mà chúng ta có thể biết rõ được. Nhưng mà chúng ta dùng cái tuệ nhãn của chúng ta, thì khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy biết như vậy, thì chúng ta mới có thể nhìn rõ được, gọi là cái chân pháp, cái bản thể của tất cả vạn pháp. Thì như vậy, khi thấy rõ, biết rõ như thế, thì chúng ta không còn nhầm lẫn. Thì chúng ta đây, khi mà không nhầm lẫn thì không có hiểu lầm, không có hiểu sai, không có hiểu một cách điên đảo, thì chúng ta bình an. Chúng ta đạt được thật sự một cái sự an lạc ở trong tâm của chúng ta. Còn nếu không, nó thoáng tới và nó thoáng đi, nó thoáng tới và nó thoáng đi, có khi cái sự xáo trộn nhiều hơn cái sự bình an. Do đó là Đức Phật dạy chúng ta cái phương pháp để chúng ta suy nghĩ và hiểu, dạy cho chúng ta cái phương pháp để chúng ta thấy và biết cho tường tận, cho rõ ràng, và thấy đi thấy lại, thấy đi thấy lại, thấy như thế, thấy cho đến khi nào mà chúng ta không còn hồ nghi, không còn mơ hồ, không còn nhầm lẫn, thì cái khi đó tất cả đều được sáng tỏ, thì chúng ta đây thoát khỏi cái sự đau khổ. Thì cái phần mà học để trình bày về cái hoạt động nhân quả trong cái ngũ căn của chúng ta đó, hoạt động nhân quả về cái thấy, về cái nghe, về cái ngửi, về cái nếm, về cái sự xúc chạm, thì đây là một cái công thức, nó sẽ lặp đi lặp lại. Vì vậy mà lần trước đó, là sư cô trình bày cái công thức trên cái bản vẽ này. Thì bây giờ cái thứ hai, mà khi chúng ta tới một cái phần thứ hai, là chúng ta sẽ học về cái phần mà gọi là cái hoạt động nhân quả của sự thấy. Thì bữa nay chúng ta học hoạt động nhân quả của sự nghe. Thì chúng ta cũng sẽ trình bày lại cái công thức này về những cái điểm căn bản của nó. Thì chúng ta hiểu rằng khi để mà chúng ta có thể nghe được một cái âm thanh, thì chúng ta cần phải có bốn điều kiện. Thứ nhất, mắt của chúng ta về phù trần căn, tịnh sắc căn đều phải hoàn hảo. Chưa có con mắt đẹp mà con mắt đó nó bị bệnh thông minh, tai. Cái tai chúng ta phải hoàn hảo về cái phù trần căn của cái tai và tịnh sắc căn của tai đều phải hoàn hảo. Có nghĩa là chúng ta có cái cấu tạo của tai đầy đủ, nhưng mà hệ thần kinh phải tốt. Chứ nếu cấu tạo của tai đầy đủ nhưng mà thần kinh nó bệnh, hoặc cái thần kinh nó bị khô, thì nó không sử dụng được. Cho nên chúng ta nói hoàn hảo là cả hai mặt, về cái phù trần căn cũng như tịnh sắc căn của nó là đều tốt cả. Cái thứ hai nữa là nó phải có cái âm thanh. Cái âm thanh này có thể là tiếng động, âm thanh này có thể là lời nói, tất cả những cái giọng điệu, âm nhạc, vân vân. Thì cái đó gọi là cái, nói chung là cái âm thanh. Và cái thứ ba này đó, khi mà nói về cái âm thanh đó, thì nó phải có một cái không gian. Tức là nó phải có một cái khoảng trống, có một cái không gian. Và nó phải có cái sự chú ý, tức là phải có để tâm vào thì mới nghe được. Chúng ta sẽ phân biệt hai điều như thế này. Bất cứ cái tiếng động nào, cái âm thanh nào xảy ra, thì cái
cái phản ứng tự nhiên khi chúng ta có một cái tai hoàn hảo thì chúng ta đều tiếp nhận âm thanh nó được hết. Nhưng mà để mà có thể hiểu cái âm thanh đó rõ ràng hơn, đầy đủ hơn thì chúng ta phải có sự chú tâm để ý thì sẽ nghe rõ, biết rõ. Còn không, chúng ta nghe, ví dụ chúng ta có thể nghe người ta nói cái gì đó, nhưng mà muốn hiểu nói cái gì đó thì phải lắng nghe cho rõ. Nghe người ta hát đó, biết ta hát đó, nhưng biết hát cái gì. Nghe người ta cãi nhau đó, biết cãi cái gì. Nghe cái tiếng động đó thì biết là tiếng động, nhưng không biết tiếng động của cái gì. Cái gì rơi xuống mà nó tạo ra cái tiếng động này thì nó không có rõ, phải có sự chú tâm. Vì hiểu chưa? Cái hoạt động của tất cả các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta nó mang cái tính chất giống như mình gọi là tự động vậy đó. Nó automatic, nó phản ứng liền. Nhưng mà để có thể đi sâu vào thì nó phải có cái sự chú ý. Vì vậy cho nên là cái đoạn đầu tuy là mình nói là nó là giống như automatic, nó giống như là nó tự động để nó tiếp nhận, nhưng mà nó vẫn có sự chú ý. Cái bằng cớ thế này, thí dụ như bây giờ một cái người ta đang đọc một cái tài liệu gì đó, người ta đang chú tâm vào đây, người ta hiểu. Thì nhiều khi đó ai nói hay ai làm hay là cái gì đó thì có khi người ta không nghe thiệt. Người ta không nghe thiệt chứ không phải là người ta cố tình mà người ta nghe rồi người ta không để ý tới. Không phải vậy, người ta không nghe. Khi mà tất cả thì đều tập trung vào một cái gì đó quá mạnh, quá sâu thì người ta hầu như giống như là những cái căn còn lại nó bị đóng cửa hết. Cái gì hiểu cái này chưa? Cho nên cái sự chú ý này đó thì cái khởi sự của nó đó thì nó yếu. Nhưng mà để hiểu được nhiều thì nó phải có sự chú ý nhiều hơn. Chứ sự chú ý vẫn có mặt, chứ không thể nào không có mặt được. Vì vậy đó là cái bốn yếu tố mà khi cái sự nghe nó khởi sanh thì nó đòi hỏi bốn cái điều kiện căn bản này. Cái không gian này đó, tức là nó có một cái khoảng trống. Chứ còn nếu mà cái nghe này mà nó áp và có lỗ tai nhiều quá nghe không được. Mà cái khoảng không gian này á, nó phải là được thông thoáng. Cho nên mình nói cái không gian hoặc mình nói cái khoảng trống. Bởi vì như nãy sư cô có nói, nếu mà cái phòng này đóng cửa kín hết thì cái người có áp sát vào đây nói mình cũng không nghe được. Thì cái khoảng không gian này có nghĩa là một cái khoảng trống. Khoảng không gian này nó phải trống. Đó là bốn cái yếu tố đó. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái hoạt động đây. Thì khi có một cái âm thanh, nó có cái âm thanh nó khởi lên, rồi cái tai chúng ta hoàn chỉnh thì đương nhiên là sẽ có sự tiếp nhận. Tức là với một cái khoảng cách cho phép, với một cái khoảng trống cho phép thì cái âm thanh nó được truyền đi và chúng ta có thể, tai chúng ta có thể nghe được. Chúng ta đây có thể chú ý lắng nghe được. Thấy rõ chưa? Thì khi nghe như vậy đó thì chúng ta nhớ cái điều này. Khi nghe vậy thì người ta hỏi bạn có nghe không? Nó có, tôi nghe. Nghe ai nói lại hay là tự mình nghe? Nó không, chính tôi nghe, tận tai tôi đã nghe cái âm thanh đó, lời nói đó. Thì đây là một cái ngôn ngữ mà chúng ta diễn tả trong cái đời sống thường để chúng ta có thể hiểu được. Ngôn ngữ thường. Và cái ngôn ngữ thường này nó nói lên một cái sự thật. Cái sự thật đó là cái pháp tục đế. Là một cái sự thật tương đối. Nhưng mà cái khi mà chúng ta rèn luyện đó, rèn luyện bằng hai cách như chúng ta hiểu là trí tuệ chúng ta phát sanh đó, là do chúng ta có trí văn, chúng ta có trí tư và chúng ta có trí tu. Trí tu là cái tuệ giác. Thì khi mà cái sự thật tục đế này nè, tức là tục đế là cái sự thật tương đối này đó, thì chúng ta nói với nhau chính xác là như vậy. Và như vậy trong đó nó sẽ chở theo cái gì? Nó
nó chở theo một cái sự thật tương đối nữa, một cái pháp tục đế nữa. Đây là cái ngã, nó có trong pháp tục đế, nhưng trong pháp chân đế nó là vô ngã. Nhớ nha. Tục đế thì đây là ngã, nhưng mà chân đế là vô ngã. Cũng như mình nói vậy, ví dụ như mình tên là Hoa Hồng thì đây là tên gọi. Nhà má có mấy đứa con đặt Hoa Hồng, Hoa Huệ, Hoa Lan. Thì má kêu Hoa Hồng đâu? Thì cái cô này, cái cô mà có cái dáng cao cao, người trắng trắng đây, nhanh nhẹn, vui vẻ đây, chính là cô Hoa Hồng. Thì kể từ đó nó Hoa Hồng á, thấy cái tên này chính là mình. Hiểu chưa? Nhưng cái tên là cái tên. Còn cái cô Hoa Hồng này đó, cái tên là cái tên, mà cái thân thể cổ là thân thể, mà cái tâm ý cổ là cái tâm ý. Nhưng mà khi cổ kết hợp cái thân thể, hoạt động của thân thể và tâm ý cổ lại đó, thì đó là cổ thành một người có cái sắc pháp đây. Sắc pháp đây là cổ là người nữ, và cái danh pháp đây, đây là cái tính tình của cổ. Và cái người này đó có tên là Hoa Hồng. Thì mẹ kêu Hoa Hồng đâu? Thì Hoa Hồng có mặt. Và kể từ lúc nhỏ, mẹ hỏi Hoa Hồng đâu? Hoa Hồng đây. Đứa bé nó sẽ chỉ và nó Hoa Hồng đây. Tóc của Hoa Hồng đâu? Tóc của Hoa Hồng đây. Mắt Hoa Hồng đâu? Mắt Hoa Hồng đây. Mũi Hoa Hồng đây. Bàn chân Hoa Hồng đâu, móng chân Hoa Hồng đâu, mẹ đã dạy như vậy mà. Mình học từ những cái từ ngữ đầu tiên. Thì bao giờ đó, cái sắc pháp này nó cũng gắn vào cái tên này. Vì thấy rõ chưa? Hoa Hồng có vui không? Hoa Hồng vui thì cái danh pháp này nó cũng gắn vào đây. Quý vị thấy chưa? Tất cả những cái trạng thái tâm, những cái gì có mặt trên thân, nó đều gắn vào trong cái nhãn hiệu này. Và tất cả những cái này nè, nó chỉ là một cái danh từ riêng, một cái tên gọi, một cái quy ước. Và tất cả những cái tên gọi trên sắc pháp này, những cái mà trên cái hoạt động của tâm pháp này, nó cũng là một cái quy ước, có nghĩa là nó là pháp tục đế. Vì hiểu rõ chưa? Thì tất cả những cái này, khi mà chúng ta đi vào trong cái phân tích mổ xẻ ra từng phần một, thì chúng ta hiểu rằng là tất cả nó đều do những cái điều kiện phối hợp lại mà nó có. Tóc của Hoa Hồng đây, tóc Hoa Hồng có phải Hoa Hồng không? Không. Mũi Hoa Hồng đây, nhưng mà mũi Hoa Hồng có phải là Hoa Hồng không? Không. Nhưng mà mẹ ơi, cái mũi này là của con. Chính con có cái mũi này đây mẹ ơi. Mẹ thấy không? Nhưng mà tất cả những cái đó, khi chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy là tất cả nó là những cái yếu tố thuộc về sắc pháp. Sắc pháp này nó hình thành nên cái mũi, cái mắt, cái miệng, cái tai, cái chân, cái tóc. Và để có cái sắc pháp mà nó có cái hình tướng như thế này, nó có cái hoạt động như thế này, nó lại chịu sự chi phối của danh pháp. Vậy thấy rõ chưa? Và hai cái đó nó phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng, và ta cứ ngỡ là một. Bởi vì khi cái tâm của chúng ta nó hoạt động á, thì nó có cái thân biểu tri, tức là toàn bộ cái thân này nó sẽ hiển lộ cái tâm. Khi mình có cái chuyện gì đó mà nó bức xúc quá đó, thì cái mình hối hả, mình vội vàng. Mình nghe cái tin, cái ví dụ giờ cái nhà mình người ta phá cửa vô chẳng hạn, thì là mình lính quýnh, mình đẩy cái xe cũng không được, chạy không được, phải nhờ người khác chở đi. Rồi bước xuống thì cái chân nó như cuốn lại. Người ta nói vì sao? Vì cái tâm mình kinh hoảng, lo sợ, cho nên cái thân mình nó hiển lộ ra như vậy.
Thì khi chúng ta phân tách ra từng phần từng Phật, rồi khi mà chúng ta phân tích gì, chúng ta phân tích nữa, cái luống cuống, cái bối rối, cái chân không biết để vào đâu đó, là do cái gì? Là cái hoạt động của phong đại. Mà cái phong đại này nó lúng ta, lúng túng, nó bối rối, nó loạn lên như vậy vì cái tâm nó loạn. Chứ nếu bình thường ra đó, là dắt cái xe là tự chạy lấy mình chính xác. Xuống xe, mở cửa vô nhà, lấy cái gì cũng chính xác, bởi vì cái tâm nó ổn định, nó rõ ràng, nó chỉ huy mọi việc, là coi như là không có cái gì bối rối cả, thì nó làm việc bình thường, nó có gì đâu. Nhưng giờ nó sợ quá. Thành ra khi nó càng sợ thì cái si nó càng tăng. Mà nó càng tăng thì nó càng che lấp. Và cái phóng vật nó càng nhiều, nó đưa đến sự rối loạn. Vì như vậy thì nó hiển lộ ra hai cái này có là một. Tất cả những cái này là một hết. Và khi chúng ta thấy cái tính toàn vẹn của nó, cái tính là nó mang một cái khối như vậy, nó liên tục như vậy, nó không có tách rời, nó không có phân tích, cái tính tổng thể, cái tính toàn thể của nó thuộc về Pháp Tục Đề. Khi chúng ta phân tích ra từng phần, từng yếu tố, từng điều kiện, thì chúng ta sẽ thấy rõ được tất cả những cái này nó hội tụ lại, nó mới có mặt một cái người nữ mà được mẹ đặt tên là Hoa Hồng đây. Thì khi chúng ta phân tích đến tận cùng của sự phân tích đó, thì chúng ta sẽ nhận ra được cái Pháp Chân Đế. Khi tay chân mà nó luống cuống hết, dẫn cái xe cũng không được, chạy cái xe cũng không được, người ta chở rồi mà ngồi trên xe mà cũng là coi như là giống như muốn rớt xuống xe, rồi cái xuống xe rồi thì đi cũng không được, rồi vô cũng là coi như là thấy cái cửa nó mở toang rồi đó, là cái tủ mà lấy ra hết rồi, nó muốn khuỵu xuống rồi. Thì tất cả những cái đó có bao giờ chúng ta nghĩ rằng những cái hoạt động này đó do cái tâm nó điều khiển như vậy, chứ bản thân cái người này đó muốn cái gì? Muốn trở về và quan sát rất rõ và thấy rất rõ để mình có thể trình báo lên công an, để mà có thể thu hồi lại cái tài sản của mình tốt nhất, đúng vậy không? Muốn như vậy thì làm cái gì cũng phải có chính xác, có thứ tự, có lớp lang, và nhìn đâu rõ đó mới được. Nhưng mà người này rõ ràng đã không có thể nào có đầy đủ cái sự sáng suốt, cái sức mạnh ở trong cái tâm của mình để mà có thể nhìn vấn đề một cách cụ thể rõ ràng. Thì như vậy người này muốn một đàn mà cái tâm nó rơi vào một nẻo, thì như vậy cái người này đó có làm chủ được thân tâm mình không? Hay là khi sự lo sợ thì cái pháp lo sợ nó đang vận hành? Như vậy pháp vận hành hay cô Hoa Hồng vận hành thì chúng ta đã thấy. Vì cô Hoa Hồng này cô muốn về nhà, cô xem xét lại coi tài sản mất hay còn, có thế thôi, cô Hoa Hồng muốn như thế. Nhưng mà sự sợ hãi nó chiếm lĩnh lấy cái tâm của cô Hoa Hồng. Tâm sân nó đang khởi lên, nó chiếm lĩnh như thế. Và nó làm cho cổ đó có một cái hoạt động, có một sự biểu hiện như vậy. Mà cô không kiềm chế được, cô không điều khiển được nó. Thì như vậy, pháp vận hành không phải cô Hoa Hồng vận hành. Vậy pháp vận hành này mang tính chất vô ngã. Thì thấy rõ cái chỗ này chưa? Và khi nào chúng ta không hiểu được cái điều này thì chúng ta chưa vén được cái màn vô này. Cho nên trong các cái hoạt động của các pháp á, chúng ta có thể tiếp nhận bằng trí văn, tức là chúng ta nghe những cái điều mà chư Phật đã trải qua và bây giờ để lại những cái lời dạy, những cái hệ thống và giáo lý để cho chúng ta có thể hiểu. Và giờ đây á, thì công việc thứ hai chúng ta là trong cái trí tư đó, chúng ta có thể quan sát, phân tách để tìm hiểu. Và công việc thứ ba của chúng ta đó là chúng ta tập nhìn thấy hoạt động của thân và tâm. Pháp Phật dạy chúng ta như thế, rành mạch từng cái chặng đường một. Thì khi chúng ta hiểu về rồi đó thì chúng ta sẽ ứng dụng qua đây. Như lần trước
sư cô cũng có trình bày rồi. Thì khi cái tay của chúng ta nè, tay chúng ta là cái căn tay, cái căn tay chúng ta nó thuộc về sắc pháp, đúng không? Phải sắc pháp không? À, thì nó ở trên sắc thân mình, nó thuộc về sắc pháp, phải không? Như vậy cái căn tay này thuộc về sắc pháp. Bây giờ cái tay này nó sẽ nghe cái âm thanh. Âm thanh này nó cũng thuộc về sắc pháp, hoạt động của sắc pháp. Như vậy hai cái giống nào nó đều là sắc pháp hết. Và khi đó cái tay chúng ta tiếp xúc với âm thanh, và cái tác ý của chúng ta để hướng về đây để tiếp xúc với âm thanh, cái con đường nó giao lưu, nó tiếp xúc đến một mức độ cho phép thì nó sẽ biết được cái đối tượng này. Cái biết này chính là nhĩ thức. Biết này tức là nghe biết đấy, nó chính là nhĩ thức đang phát sanh. Và nhĩ thức này, cái nghe này đó, nó thuộc về quả. Sư cô xin phép làm lại cái thí dụ này để cho chúng ta thấy cái hoạt động của nhân quả. Tai chúng ta đây là sắc pháp, đúng không? Âm thanh đây là sắc pháp. Nếu hai cái nó tách rời ra thì không có cái sự nghe, tức là nhãn thức không thể phát sanh. Nhưng mà nó phải có sự tiếp cận, nó phải có sự giao lưu. Cái âm thanh này nè, nó có một cái khoảng trống mà nó có thể đưa cái âm thanh đó đến tai, phải không? Nó phải đưa tới, đúng vậy không? Và nó đâu phải nó đưa tới một lần, cả hai nó đến với nhau không phải một lần, mà nó phải có sự xúc chạm. Nó xúc chạm, xúc chạm, xúc chạm. Nếu mà cái sự xúc chạm này chưa đúng mức, chưa có hiện tượng gì xảy ra, chỉ là xúc chạm mà thôi, đúng không? Xúc chạm đến một cái mức độ cho phép thì một cái thứ ba nó phát sanh. Cái thứ ba đó là lửa, phải không? Vậy lửa nó là quả của hai cái sắc pháp này khi xúc chạm nhau với một mức độ cho phép thì nó phát sanh cái thứ ba. Cái thứ ba đó là cái quả, đúng vậy không? Lửa có trong diêm quẹt không? Có không? Không. Lửa có trong cái bao diêm quẹt không? Không. Nhưng mà hai cái này à, nó có cái yếu tố chứa cái những cái chất có thể tạo nên lửa, phải vậy không? Thì như vậy đó, cả hai khi mà nó tiếp cận nhau ở mức độ nào đó thôi nó mới cho phép, chứ không phải là nó, không phải là nó đưa vào cái là nó chỉ cần xúc chạm cái là nó có ngay. Không có, không có, đúng vậy không? Đúng không? Cho nên con người ta đó mà làm cái điều đúng hay cái điều bậy đó thì cái sự tiếp xúc này nó đi qua đi lại ở trong tâm nó nhiều lần lắm, không phải một lần. Thấy chưa? Nó không phải một lần đâu, nó rất là nhiều lần và nó cứ xúc chạm thế này. Người ta phải nghĩ tới, nó phải hướng về, nó phải nghĩ tới, nó phải hướng về, nó phải đi qua đi lại, nó giao lưu, nó xúc chạm rất là nhiều lần, đến cái mức độ nào đó nó mới phát sanh lên. Vì thấy cái nguyên tắc của nó chưa? Cái nguyên tắc của nó là nó phải có xúc để làm duyên. À, không có xúc để làm duyên thì nó không có thể phát sanh được. Mà cái xúc bây giờ nó ghê gớm lắm. Hai cô cậu này vừa ý nhau, cha mẹ hai bên không đồng ý, tách hai người hai nơi. Người bỏ qua nước này, bỏ qua kia, người ở đầu sông, người ở cuối sông, cùng uống nước sông tương nhớ nhau mà không thấy. Còn bây giờ nó thấy hết rau. Đầu sông tương, cuối sông tương gì, mở cái điện thoại ra là thấy hết rau. Quý vị thấy không? Nó vẫn tiếp xúc được, thấy không?
nhìn qua cái màn hình là thấy rồi, nói chuyện là được rồi, nhắn tin là được rồi, nó vẫn tiếp xúc, nó vẫn có sự xúc ở trong đó. Mặc dù đó là cái con người này, cái chúng sinh này đó, nó ở hai cái không gian rất là xa nhau, tay không thể xúc chạm được, nhưng mà nó có những cái phương tiện là nó vẫn xúc chạm, thì nó vẫn kết nối, nó vẫn phát sinh cái thứ ba, đúng vậy không? Thì vậy chúng ta thấy nè, đây là sắc pháp, tai chúng ta là sắc pháp, âm thanh là sắc pháp, hai cái nó có điều kiện để nó tiếp xúc với nhau nhiều lần, đến cái mức độ cho phép thì cái sự nghe biết nó phát sạch, thì nó gọi là cái sự nghe đang phát sạch. Vậy xin hỏi lại lần nữa, cái khi cái tai tiếp xúc với âm thanh thì chúng ta có hai cách để diễn tả. Cách diễn tả thứ nhất mình nói á, tai của tôi nghe, mắt của tôi thấy, đúng vậy không? Nhưng mà chúng ta còn một cách diễn tả thứ hai là tai nghe, mắt thấy, chứ không có chữ tôi trong đó. Thì chúng ta đã bỏ được một cái phần của tục đế rồi. Như vậy cái phần chúng ta nói tai nghe, mắt thấy, thì tai làm sao nghe, mắt làm sao thấy? Thì kinh điển nó nói chúng ta là có bốn điều kiện để tai nghe, bốn điều kiện để mắt thấy, phải vậy không? Thì bây giờ bốn điều kiện để tai nghe, bốn điều kiện để mắt thấy, thì chúng ta sẽ thấy nó hoạt động là nhờ nó có sự tiếp xúc, nó có sự tiếp cận, nó có sự giao lưu, đến mức độ cho phép thì nó phải phát sanh cái thứ ba. Cái thứ ba đó là do nó có hai cái nhân tố đầu tiên, nó tiếp xúc với nhau, nó hoạt động, nó làm cái duyên để nó nối kết với nhau, rồi cuối cùng nó mới ra cái quả, phải vậy không? Như vậy đây là hoạt động gì? Hoạt động nhân quả. Nhân quả này hoạt động được là do có cái duyên, nó tạo nên cái xúc. Hiểu được mấy cái từ ngữ này không? Đó. Vì như vậy chúng ta sẽ nhìn vào trong cái biểu đồ này, chúng ta sẽ thấy nè, cái tai chúng ta là nhân, và cái âm thanh này cũng là nhân, và hai bên nó có cái duyên là nó tiếp xúc với nhau, thì cái nhãn thức nó phát sanh lên, nó là quả, rõ chưa? Và cái này cũng được giải thích rõ ràng rằng là cái nhân mà nó thuộc về cái tai chúng ta là cái nhân tiếp nhận, còn cái âm thanh đó ở bên ngoài đó là cái nhân kích thích, và cái quả mà nó thuộc về cái thức quả mà thuộc về nhãn thức quả đây thì nó là biểu hiện ra. Thì như vậy đây là hoạt động của cái nhân duyên và quả, tức là hoạt động nhân quả với nhau. Như vậy chúng ta sẽ biết rằng cái hoạt động nhân quả của sự nghe, hoạt động nhân quả của sự thấy, hoạt động nhân quả của sự biết. Thì như vậy chúng ta sẽ có hai cách để hiểu về cái nghe thấy biết. Nghe thấy biết trong pháp tục đế, trong cái đời sống thế gian đây, thì chúng ta nói tôi nghe, mắt tôi thấy, tôi tận tai nghe, tận mắt thấy, thì cái đó là sự diễn tả bình thường, mang tính chất quy ước, và nó là một cái sự thật tương đối. Trong cái sự thật tuyệt đối thì chúng ta sẽ thấy là tai nghe mắt thấy. Tai nghe mắt thấy, tai nghe được có điều kiện gì? Mắt thấy do điều kiện gì? Và để tai nghe mắt thấy thì những cái này nó phải có cái sự hoạt động ra sao? Thì nó có phải hoạt động là có tiếp xúc làm duyên, để mà khi cái sự tiếp xúc đó đúng mức thì nó sẽ trổ một cái quả. Thì cái đó là cái thức quả, nó thuộc về dĩ thức để nghe. Cái thức quả đó thuộc về nhãn thức để thấy. Thì hiểu này chưa? Như vậy, khi chúng ta hiểu nó là cái hoạt động nhân quả đó, thì cái tuệ giác của chúng ta nó sẽ phát sanh ở chỗ đó, là khi mắt chúng ta thấy, tai nghe, thì chúng ta biết rằng đây là hoạt động nhân quả của sự thấy, hoạt động nhân quả của sự nghe, chứ không phải tôi nghe, không phải tôi thấy.
Nhưng chúng ta nói tôi nghe, tôi thấy, bởi vì đời sống thế gian phải diễn tả như vậy. Vì cô Hoa Hồng, cổ sẽ nói với má cổ, má ơi con nghe, má ơi con thấy. Cổ nói với bạn cổ nói Hoa Hồng nghe, Hoa Hồng thấy mà. Vậy thấy không, cổ xưng tên, với mẹ là xưng con, với chị với anh là xưng em. Thì tất cả những cái từ ngữ đó, nó nằm trong cái quy ước có tính chất thế gian. Còn cái thực chất để nghe, để thấy, thì cái nghe thấy này phải có điều kiện và phải có cái hoạt động của nó. Thì chúng ta biết ra rằng nó chính là hoạt động nhân quả. Khi chúng ta hiểu rõ được như vậy, thì cái tuệ giác của chúng ta đó, nó có điều kiện để phát sinh. Và chúng ta sẽ thực hành cái điều này. Chúng ta quan sát thực hành hoài, cho đến khi chúng ta thấy rõ rằng những gì chúng ta học đó là có thật, không có sai. Thấy rất rõ như vậy. Và đây mới là một cái bước đầu thôi. Chúng ta khi mà trình bày vậy thì chú cô đã phải ngắt ra từng phần để mỗi một phần mô tả rõ cho thấy. Cũng giống như người ta ném một cái vật từ đây ra kia, thì người ta ném một cái là nó tới cái đích liền, không có nói đâu coi gì cả. Thế nhưng mà để hiểu rằng cái từ cái chỗ cái bàn tay này nó ném đi tới cái chỗ nó tiếp nhận, nó phải cần cái lực đó là bao nhiêu, cái sự di chuyển nó di chuyển trong bao nhiêu giây, rồi cái cách di chuyển như thế nào, thì chúng ta đây phải chiếu chậm lại, có phải gì không? Chúng ta chiếu chậm lại để chúng ta thấy cái động tác là cầm cái vật đó lên rồi dùng cái lực đó để ném, và cái này nó sẽ di chuyển ra làm sao, thì chúng ta đang chiếu chậm lại để chúng ta học cái này. Và chúng ta thấy rõ. Như vậy cái phần đầu tiên là cái tuệ. Chúng ta biết rõ rằng cái sự nghe này đó là do cái hoạt động của nhân quả, chứ không có cái ta trong đó. Tức là chúng ta thấy cái vô ngã trong hoạt động nhân quả của sự nghe. Thấy rõ này chưa? Chúng ta thấy vô ngã trong hoạt động nhân quả của sự nghe. Em bây giờ chúng ta trở lại cái thường, là cái chúng ta gọi là vô minh và tà kiến. Khi nào mà cái sự nghe này, cái hoạt động của sự nghe này mà chúng ta đây đó nói rằng là tôi nghe, đúng là tôi nghe, tôi không nghe, tôi nghe, tôi thấy, mình nhất định là chỉ có vậy thôi, chứ mình không có chấp nhận cái gì khác hơn nữa đó, thì cái đó chính là cái vô minh mà mình không có biết được. Cái vô minh này nó nằm ở chỗ nào? Cái vô minh này đó là do cái hoạt động mà có cái tính chất liên tục và cái tính chất toàn khối nó che lấp. Thí dụ như mình có thể nói thế này. Ví dụ như khi nào quý vị mà bật cái tivi lên á, thì khi chúng ta bật cái tivi lên, cái hình mà nó gì nó thể hiện lên bình thường đó, thì chúng ta thấy y như là cái người thật việc thật, nó giống như người ta đang tới với mình như thế thôi. Nhưng mà khi cái tivi mà chúng ta bật nhanh á, thì chúng ta thấy những cái hình ảnh nó nhảy, có đúng vậy không? Thì người ta cứ tính như thế này, cứ một giây đồng hồ như thế đó là nó có khoảng 24 cái tấm hình đó nó liên tục với nhau. Tức là để có một cái hình của một cái người đó xuất hiện đó, thì cái hoạt động của nó là trong một giây nó có 24 cái hình đó, nó giống như là nó liên tiếp, nó nối tiếp nhau để cuối cùng nó mới hiện ra cái hình. Cũng như là trước nay chúng ta có học đó, chúng ta có nói là một cái dòng nước chảy đó thì nó không có cái dòng, nhưng mà nó kết hợp bằng những cái phân tử nước, nó xô đẩy với nhau mạnh mẽ và nó chảy thành cái dòng. Cái dòng là pháp tục đế, do cái tính liên tục, tính hình khối của nó mà chúng ta thấy rõ ràng cái dòng nước chảy không có cãi vào đâu được cả, bởi vì nó là sự thật mà. Nó là cái chân lý, nhưng mà nó chân lý tương đối. Cho nên chúng ta trong chân lý tương đối chúng ta thấy có dòng chảy, nhưng mà trong cái chân lý tuyệt đối á, thì chúng ta không thấy dòng chảy mà chúng ta thấy các cái phân tử nước xô đẩy với nhau. Cũng như bây giờ quý vị nhìn đây là đèn sáng, đúng không? Đèn sáng.
Nhưng mà để được cái đèn sáng này á, thì nó khi mà nó đi tới cái đèn sáng thì nó phải có sáng tối, tức là sáng lên, như vậy là tới mấy chục lần lận. Nói như vậy là một giây đồng hồ nó từ 50 đến 60 lần thì chúng ta mới có cái đèn sáng này. Thì chúng ta sẽ một lần nữa nhìn thấy rằng tất cả các cái hoạt động của sắc pháp nó đều có tính sinh diệt của nó. Nó chớp tắt rồi nó mới định lại cái độ sáng như thế này. Một cái hình có mặt trên TV thì như vậy nó phải có 24 cái hình thì nó giống như nó sinh diệt, nó có mặt rồi nó tắt rồi mặt rồi tắt rồi cuối cùng nó mới ra cái hình rõ nhất. Thì chúng ta thấy tất cả những cái hoạt động mà khi đi vào trong cái bản thể của nó đều mang cái tính chất sinh diệt thôi. Và khi nó sinh diệt như vậy đó, nó biến đổi như vậy đó, thì nó hoàn toàn là vô ngã. Và cái đó chính là cái vô thường và vô ngã. Nó sinh diệt, phải không? Nó chớp tắt, nó sinh diệt, nó xô đẩy nhau. Cái này nó xong nhiệm vụ rồi, tới cái kia nó xong cái nọ. Thì cái sinh tử, cái sinh diệt, cái thay đổi, cái biến đổi cực kỳ nhanh nó chính là tính chất vô thường. Và đây là một cái hoạt động mà tự nó diễn ra như vậy thôi. Thành ra nó mang cái tính chất vô ngã. Thì khi chúng ta hiểu được cái sự thấy là hoạt động nhân quả, thì chúng ta có sự sáng suốt, có cái tuệ giác. Còn nếu không, chúng ta sẽ nói tôi thấy, tận mắt tôi thấy, thì cái đó nó là cái vô minh. Cho nên mình không nhận biết được cái sự thấy này, cái sự nghe này là hoạt động nhân quả. Thì cái đó là vô minh. Còn mình cứ nhất định tôi thấy, mắt tôi thấy, chính tôi thấy, tận mắt tôi thấy, thì tất cả những cái đó là tà kiến. Bởi vì nó kết hợp cái ngã của mình trong đó. Bây giờ xin nói thêm một chút xíu về vấn đề cái tà kiến với cái vô minh. Quý vị theo dõi những cái việc mà những cái nhà ngoại cảm khi tiếp nhận với các cái vong linh để mà tìm ra cái hài cốt của những người đó mà đưa về gia đình, hoặc là đưa về cái nghĩa trang. Thì tất cả chúng ta thấy vậy. Có người nói thế này, cái vong đó nói thế này: đừng có kiếm nữa, tại vì hồi bị Tây Bắc đó, nó đánh đó, cái hàm răng trên đó, nó rụng hết đó, là 7 cái rồi. Cái hàm răng dưới nó rụng gần hết rồi, cho nên bây giờ răng không còn đủ đâu. Mặc dù cái lúc chết là 19 tuổi nhưng mà răng nó không có, đừng kiếm nữa. Còn có người nói thế này, là cái khi mà nó trôi sông như vậy đó, là cá nó đã ăn hết một bên chân rồi, cho nên là không có tìm được cái xương của cái chân bên này đâu. Cái vong linh này đó, khi nó chết rồi nó thành ma, nó bám vào cái thân. Như thế đây là cái danh pháp à. Khi mà nó đã chấm dứt một cái sự sống rồi đó, thì nó tái sanh làm ma. Và cái ma này nó theo cái sắc pháp cũ. Tại sao nó theo sắc pháp cũ? Tại vì nó thấy thân này chính là tôi đây, thân này là của tôi đây, và không có thân này làm sao tôi có sự sống được. Cho nên nó đi theo. Và mặc dù á, nó biết rằng là thịt cũng không còn, da gân cũng không còn, cái gì không còn cả, xương thì vẫn thiếu thốn, nhưng không rời ra. Vô minh và tà kiến đi với nhau cực kỳ chặt chẽ. Mặc dầu xác thân này đã bỏ rồi mà vẫn không tách ra được. Cho nên khi chúng ta học thì chúng ta thấy dễ dàng lắm, không có khó đâu. Nhưng mà khi trong cái thực tế để nhìn mà thấy rõ, mà tách ra được, mà chấp nhận được, thì không phải chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta nhìn thấy 1 triệu, 2 triệu lần, 50, 70 triệu lần mà chúng ta đây có thể chấp nhận. Và ngày nào mà chúng ta đã thấy rõ, đã biết rõ, đã hiểu rõ mà chưa chấp nhận thì chừng đó còn luân hồi.
tại vì còn vô minh và tà kiến. Cho nên chúng ta học cái này thì rất nhẹ, không có gì hết á, nhưng mà để ứng dụng vào tất cả các căn thì nó phải thuộc về cái sắc thân, chứ nó thuộc về cái gì. Mà hoạt động tiêu biểu của cái năm cái căn này nè, để phát sinh cái năm cái thức này đó, thì nó cũng nằm trong cái danh pháp rồi đó. Nó ở trong cái một cái chúng sinh này đây, và cái chúng sinh này nó có cái tên gọi của nó đây, hoa hồng, hoa huệ, hoa lan, hoa cúc gì đó, nó cái tên cái đó thôi. Và nó là cái sự phối hợp giữa cái pháp tục đế với nhau. Mà để thoát khỏi sự đau khổ á, thì chúng ta phải nhìn từ tục đế để thấy chân đế. Và trong cái chân đế đó, điểm nổi bật nhất á, là tất cả những cái pháp mà hữu vi, nó thuộc về danh pháp hay sắc pháp, nó đều có ba cái đặc điểm không thể không có được. Đó là nó có tính chất vô thường. Để có một cái hình mà nó phải có 20 nó phải có 24 cái hình như vậy á, nó từ từ nó chập lại được thì nó mới thành ra cái hình. Như vậy cái thứ nhất nó phải sanh diệt, cái thứ hai nó sanh diệt, cái thứ ba nó sanh diệt, nó sanh diệt tới lần thứ 24 thì nó mới hiện rõ. Thấy không? Và chúng ta hãy nhìn từ khi chúng ta từ trong bào thai cho tới bây giờ đó, thì cái sắc pháp và cái tâm pháp chúng ta nó sẽ sanh diệt bao nhiêu lần. Thấy đi, bây giờ chúng ta học để chúng ta biết nó như vậy đó, nhưng chúng ta thấy đi, nhưng biết rồi, thấy rồi, hiểu rõ rồi, nhưng còn chấp nhận không? Chấp nhận lìa cái thế gian pháp không? Khi nào chúng ta chưa chấp nhận để lìa cái thế gian pháp thì vô minh vẫn còn nơi đây, tà kiến vẫn còn nơi đây, và đường luân hồi vẫn còn tiếp tục. Rõ như thế. Thành ra mình biết được chút nào mừng chút đó, thấy được chút nào mừng chút đó, học hỏi được chút nào mừng chút đó. Chứ chưa có thể nói mình đi đến cái sự hoàn hảo. Vì như vậy, vô minh và tà kiến có mặt. Mà vô minh và tà kiến có mặt, nó là pháp bất thiện. Thì tất cả các cái pháp bất thiện thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si. Tất cả các pháp bất thiện, tham, sân, si, đặc điểm nó đều có si. Đều có si có nghĩa là đều có vô minh. Và khi si á, thì nó đi với nhau một cái loạt nó, si vô tầm vô quý phong vật. Thì khi nào còn vô minh thì có si và có phong vật. Và khi có phong vật thì nó sẽ có cái đảo điên ở trong tâm. Nó có sự sai lệch ở trong tâm. Nó có sự không đúng đắn ở trong tâm. Và như vậy, những cái pháp mà nó tà lệch như thế này, nó sẽ đưa mình vào trong cái cảnh khổ mà thôi. Rất là rõ ràng như vậy. Cho nên là cái bản này đây, khi mà vô minh nó sẽ phối hợp với tà kiến để nó phát sanh ra các cái pháp bất thiện. Và khi pháp bất thiện này khởi sanh lên đó, thì nó có tham, có sân và có si. Như vậy cái âm thanh này khi nó tới tai chúng ta đó, nếu mà nó ưa thích thì tâm tham sẽ phát sanh ở đây. Nếu mà nó khó chịu, hát gì mà dở, ẹt mà hát hoài, thì nó bực bội lên thì cái sân nó khắc sanh đấy. Vì thấy rõ chưa? Còn bây giờ một cái người nó bị bệnh trầm cảm đó, hay dở gì cũng cần biết hết, không có chú tâm tới đó, si nó phát sanh đây này. Nó trầm cảm mà. Mỗi lần ấy còn thích nghe nhạc này, nhạc kia, nhạc nọ. Bây giờ không có nhạc nào nữa hết á. Bây giờ má nói mỗi lần con nghe nhạc này hay lắm mà, má mua cái bộ đĩa mới này cho con nghe, nghe đi con. Không nghe, má bắt lên rồi, không nghe. Si nó có mặt. Vì cái bệnh trầm cảm nó thuộc về si, nó che khuất.
nó làm tối tâm và nó làm cho người ta trở nên đó là thụ động và giống như là vô cảm. Cho người trầm cảm có thể làm những cái việc mà bình thường không làm được. Người phụ nữ khi sanh con rồi đó, mà từ cái lúc có thai cho đến lúc sanh con, mà cái sự cư xử không khéo léo của cái người chồng và cái người sống gần gũi nhất đó, thì người này có thể trầm cảm. Và một phút nào đó thì người ta có thể bóp cổ chết đứa con dễ dàng, không có gì khó cả. Bây giờ nó suy. Thì pháp bất thiện nó phát sanh lên. Thì như vậy nó ưa thích nó sẽ phát sanh lên. Và tất cả những cái ưa thích này đó, nó đều nằm trong cái cảm thọ. Cái cảm thọ này nó đi từ trong tiền kiếp. Cái âm thanh đó gợi cho người này cái gì? Tai nghe cái âm thanh nó gợi cái gì? Thì người ta sẽ để cái tâm, để tâm người đó đi theo cái sự gợi cảm của âm thanh đó. Hoặc là cái tâm người ta bực bội là bởi vì cái âm thanh đó làm cho khó chịu, thì cũng là cái tâm sanh khởi đó. Hai cái này, những cái pháp bất thiện đi ra. Thì như vậy, nơi cái này nó tạo tác nè, nơi cái động tác này là cái tác hành tâm, nó sẽ tạo tác đây. Thì như vậy, trong cái kho mà về tâm thức của chúng ta đó, cái kho này nè, những cái phần bất thiện nó sẽ tăng lên, tăng lên qua cái nghe, qua cái thấy. Thấy mà hạp nhãn với mình á thì ưa thích tăng lên, không hạp nhãn với mình thì sân tăng lên, thì nó cũng vẫn nằm trong pháp bất thiện. Còn khi nào thấy mà mình nói rằng cái thấy này là do hoạt động nhân quả, và khi những cái cảm thọ lạc hay cảm thọ ưu khởi lên thì mình biết rằng đó, đây nó chỉ là nối tiếp những cái mà mình đã từng hưởng qua, và khi mình hưởng nó tạo nên một cái ấn tượng khó phai, và bây giờ đây nó chỉ là sự nối lại mà thôi. Thí dụ như bây giờ mình ở nhà quê, hồi nhỏ mình ở quê, cứ làm cỏ xong thì đốt đống ung lên, rác lá trong rường lên thì đốt đống ung lên, nhỏ thì chạy theo má, theo ba để đốt đống ung, lớn lên chút thì gom lên rồi má nói ra lấy hột quẹt, chích đốt đống ung lên con, đứng canh chừng đó. Thì cái mùi khói từ hồi nào đó, nó đã hốc vào trong mũi rồi. Bây giờ lâu lắm rồi, 30-40 năm rồi, cái đời sống không có cái dịp để mà đốt một cái đám cỏ nào đó, cũng không thấy ai ung khói nữa. Bây giờ một cái cơ hội nào đó mà ở một cái vùng xa xôi ở nước ngoài chẳng hạn, về miền quê thấy người ta đốt cỏ, nghe cái mùi đó, nó nhớ lại cả một cái thời thơ ấu của mình, và cái lòng mình bùi ngùi nhớ đủ thứ nhớ đây hết. Vì vậy thế, vui cũng có mà buồn cũng có, tất cả nó phát sanh lên và nó trào trở lại. Thành ra tất cả những gì mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, mà nếu chúng ta không hiểu đây là hoạt động nhân quả, và khi đó nó khởi sanh lên như vậy đó, thì luôn luôn nơi nó phải có cảm thọ. Chúng ta nhìn đây, cái quả đây đó, thì chúng ta nhìn thấy tất cả những cái thức quả này nó đều có con số 7 hết. Con số 7 đó nó nằm đây, nó nằm nơi 7 cái sở hữu biến hành đây. Xúc thọ tưởng tư nhất hiền, hành mạng quyền tắc ấy, có thọ trong đó. Như vậy những cái mà chúng ta đó cảm thấy vui, cảm thấy buồn, thích hợp hay không thích hợp ngày hôm nay, không phải chỉ có mặt ngày hôm nay, mà nó đi theo cái tập khí của chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp. Tập khí này có sao? Nó có bằng hai cách. Cái cách thứ nhất là nó huân tập, tức là nó trở đi trở lại hoài. Cách thứ hai á, là khi những cái mà mình thọ hưởng những cái cảm thọ đó,
thì những cái cảm thọ nó trở thành ấn tượng không phai. Hồi nhỏ chắc là quý vị có học cái bài Tôi đi học sáng hôm nay, buổi sáng mùa thu gì đó. Thì cái bài đó rất là hay, mà hồi còn nhỏ đó ai cũng học cái bài đó. Những cái cảm xúc đầu đời của một đứa trẻ trong cái ngày đầu tiên đến trường học, những cái ấn tượng đó không phai, và cái ấn tượng đó rất là đẹp đẽ. Thành ra cái gì mà nó quân tập qua, nó thành nhớ đó. Sư cô có một cái đọc cái chuyện tức cười, là cái ông đó là ông nghèo lắm, rồi ông mới đi làm mướn cho người ta. Thì cái hồi xưa mà đi làm mướn thì chuyện gì cũng phải làm. Thì trong số những công chuyện ông làm, nó có một cái thời gian ông làm cái công việc đó là hồi xưa là ở cái đất Sài Gòn này đó, là cái lúc đầu mà mới làm cái cầu tiêu đó, thì nó gọi là cầu tiêu thùng. Tức là người ta làm cái cầu thì dưới đó người ta làm cái thùng để vô, mà nếu đầy cái thùng đó rồi thì đậy nắp lại rồi để cái thùng khác vô. Thì có những người đi mua cái những cái thùng phân nó đem về, thì người ta trộn với tro hoặc là trộn cái gì đó, xong người ta phơi lên. Thì ông làm cái nghề đi gánh thùng đó. Từ khi mà người ta làm thành phẩm rồi đó, thì ông cũng đi gánh cái đó rồi mới đi bỏ mối đó. Thì quý vị thấy là ngày ngày đó, nó tiếp xúc với cái mùi phân thùng, rồi cái phân khô đó. Thì ông chịu không nổi cho nên ông hút thuốc, để cho nó bán cái mùi đó đi. Mà sau này khi ông hết cái nghề đó rồi, ông qua cái nghề khác. Thì mỗi lần ông hút thuốc thì ông thấy nó vô vị quá, không hút nữa. À, tại vì nó thiếu cái mùi phân thùng. Nó huân tập mà. Thành ra phải xem xét lại trong tất cả những cái cảm thọ là cảm thọ ưa của mình. Khi mà mình thọ hưởng bất cứ một cái gì đó, thì chúng ta phải nhìn nó như cái mà chúng ta đã huân tập từ vô lượng kiếp tới nay. Cái mà nó tạo nên những ấn tượng, những cái cảm xúc khó phai, và giờ đây nó sống lại mà thôi. Khi nói như vậy thì chúng ta sẽ nói với mình, sẽ để cho nó sống lại bao lâu, và sẽ nuôi dưỡng nó cho đến bao giờ. Bởi vì chúng ta sinh ra trong cõi dục thì dục vọng của chúng ta nhiều lắm. Vậy chúng ta sẽ để cho nó hoạt động tới đâu? Và tới đâu thì phải chuyển hướng cho nó, tới đâu thì phải cắt, tới đâu thì phải ngưng lại. Thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải hiểu mình. Còn mình bây giờ đi tu hiểu người khác nhiều hơn hiểu mình. Vô cái đạo tràng thấy người ta không thấy mình. Cho nên mình đâu có sửa lỗi mình được. Ăn no đi dạy đời sửa lỗi người ta không. Chỉ trích người ta thì giỏi. Còn mình thì mình không dám tự chỉ trích mình. Cho nên chúng ta thấy này, cái tâm chúng ta nó hướng ra ngoài, cho nên sai lầm nhiều lắm. Phật dạy chúng ta hướng vào bên trong, nhìn cho rõ đi, rồi phân tách thấy rõ cặn kẽ đi, thì chúng ta mới có thể sửa đổi mình được. Còn không, không có chuyện này. Bởi vì vô minh đã che lấp, bởi vì tà kiến đã che lấp, thì chúng ta phải đi con đường sai lầm, và chúng ta phải luân hồi. Trong khi đó, chúng ta có khả năng thấy đúng và biết đúng, nhưng khả năng đó không áp dụng cho chính mình. Mà khả năng này đó, khi nó sử dụng vào những cái đối tượng bên ngoài của nó, thì nó đi với tà kiến ngã mạn. Để nó so sánh cái gì? Mình giỏi hơn người ta, mình hơn người ta, mình bằng người ta, mình kém hơn người ta. Để rồi tự tôn hoặc là tự ti đều là một cái trạng thái quế nhiễm ở trong ta. Vì thấy trong cái đời sống chúng ta lệch lạc rất nhiều mà chúng ta không có nhận ra. Chúng ta chỉ có thể đó nhìn người khác và học hỏi được những cái gì hay, những cái gì tốt người khác, để làm giàu cho cái vốn hiểu biết và cái vốn mà mình đã tạo cái phước lành để thôi, thì nên học cái điều đó nơi người khác.
Còn á là nên nhìn vào nơi chính trong tâm mình á, để mà nhận ra tất cả những cái cảm xúc, những cái cảm thọ của mình. Cái cảm xúc sư cô đã giảng rồi, khi tất cả các cái căn này tiếp xúc với các trần thì có cái chữ xúc đây, và khi cái thọ xúc với thọ nó phát sanh lên đó, nó gọi là cái cảm xúc, nó đều mang cái cảm thọ này đó. Và hầu hết chúng ta đây đó bị những cái cảm xúc chi phối. Nghe xong cái việc gì đó chấn động thì cái cảm xúc chúng ta che lấp hết, bị buồn vui che lấp hết, không tỉnh ra được. Giờ một cái tai nạn xảy ra, mình là bác sĩ thì cái cảm xúc của mình là thấy cái người bệnh nhân, thấy cái người nạn nhân như vậy thì tội quá, cho nên cái lòng từ bi của người thầy thuốc, người ta xuống người ta lo tìm cách ta sơ cứu rồi người ta đưa vô bệnh viện. Nhưng đây cũng là người bác sĩ, mình nhìn thấy đây nó là con của mình rồi, thì những cái cảm xúc đó làm cho cái bản chất của người bác sĩ bị lệch lạc, không có hành xử được. Thấy cái tai nạn cho con mình là nó run rồi, nó bị cảm xúc quá nặng, không có bối rối, không biết làm sao giúp cho con. Người nào mà mạnh mẽ lắm á thì cũng phải vài phút sau mới tỉnh trí được, nhưng mà tay vẫn còn run rẩy để sơ cứu cho con. Thấy cái cảm xúc chưa? Khi cái sự tiếp xúc nó xảy ra đến cái mức độ nào đó, khi thức phát sanh lên thì thọ nó đi tìm theo đó. Thì thấy trong bảy cái pháp này chưa? Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, nó đi như vậy. Thì như vậy khi mà chúng ta nhìn thấy cái hoạt động về nhân quả của cái sự nghe thì chúng ta nên ứng dụng. Bởi vì hằng ngày chúng ta vẫn nghe, hằng ngày chúng ta vẫn thấy. Bây giờ với công thức này chúng ta thuộc và chúng ta ứng dụng. Bây giờ tới sự ngửi. Đây là tỷ thức. Như vậy cái sự ngửi á, nó phải có bốn điều kiện. Thứ nhất á, là chúng ta phải có cái mũi đây hoàn hảo. Tức là phù trần căn và tịnh sắc căn, không có bị một cái khiếm khuyết nào cả. Tốt. Và cái thứ hai nữa thì nó phải, muốn ngửi thì nó phải có cái mùi, hay còn gọi là khí. Không có mùi không ngửi được. Có những thứ không có mùi. Mùi này đó là có thể mùi thơm, có thể là mùi không thơm, mùi hôi. Và khi mà nói tới cái mùi đó thì nó phải có một cái điều kiện nữa là nó phải có gió. Gió để đưa hương, gió làm chất dẫn để mà đưa hương. Rồi phải có sự chú ý. Như vậy cái cách mà để chúng ta nhớ đó là khi có cái sự thấy xảy ra thì phải có cái đối tượng để thấy. Nó là cái sắc cảnh sắc. Khi mà muốn nghe thì phải có cái đối tượng để nghe, thì đó là sắc cảnh thanh. Khi mà muốn ngửi thì phải có cái đối tượng của nó là cái cảnh khí, sắc cảnh khí, hay còn gọi là mùi. Như vậy nó phải có hai cái yếu tố. Yếu tố nơi cái thân thể của chúng sinh đó, và cái yếu tố ở bên ngoài, nó là cảnh ngoại thuộc về cái đối tượng của các cái căn. Bởi vì cái căn nào thì nó sẽ là cái thức đó. Và như vậy đó, mỗi một cái căn để cho cái quả thức nó có thể phát sanh lên thì nó đều có một cái điều kiện giống nhau của nó, là tất cả đều phải có cái sự để tâm vào, phải có sự chú ý, phải có sự lưu ý, phải có sự lưu tâm. Thì nó vậy đó, là cái việc mà chúng ta thấy, việc chúng ta nghe, việc chúng ta ngửi
nó mới có thể đưa đến cái coi như cái sự thành tựu của nó. Thì như vậy đây là bốn điều kiện mà để cho cái mũi có thể tiếp nhận được cái mùi hương. Khi mà mũi tiếp nhận cái mùi hương thì dư là lúc ban đầu đó, chúng ta trở lại cái cách mà để chúng ta nắm cái phần ban đầu đó. Thì thông thường thì chúng ta nói là tôi đã ngửi được cái mùi hương này, hoặc là mũi của tôi ngửi được cái mùi hương này, và chính tôi đã ngửi cái mùi hương này, chính mũi của tôi đã ngửi mùi hương này. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân ra làm cái pháp tục đế và pháp chân đế. Thì pháp tục đế chúng ta nói như thế. Bây giờ pháp chân đế thì chúng ta bỏ bớt những cái phần mà tôi với của tôi đi, thì chúng ta sẽ còn cái phần cốt lõi của nó là mũi ngửi mùi hương. Và mũi mà ngửi mùi hương mà để biết rằng đó là cái mùi hương thì phải có cái quả thức. Như vậy mũi đây, sự ngửi đây, thì khi mũi của chúng ta đây nó thuộc về sắc pháp, và cái cảnh khí hay là cái mùi hương này, cái mùi này đó, nó cũng thuộc về sắc pháp. Thì khi mà nhờ gió đây, gió nó đưa cái hương tới, và cái mũi này đó nó sẽ tiếp nhận cái mùi hương đó, một cái thì chuyển tới, một cái thì tiếp nhận. Thì cái này nó là cái xúc, và cái xúc này nó làm duyên cho đến khi nào mà cái hương nó đưa tới, cái mũi nó tiếp nhận, đưa tới tiếp nhận, cho đến khi nó rõ ràng rồi thì cái thứ ba nó phát sanh đó, đó là cái sự ngửi. Cái sự ngửi này nó hoàn thành hay là nó biết cái mùi hương, biết mùi hương, ngửi được cái mùi hương đó thì nó chính là tỷ thức đang phát sanh. Như vậy tỷ thức này là quả. Như vậy mũi chúng ta ngửi cái mùi hương, thì khi mà cái hương đó với cái mũi đó nó có một cái sự tiếp xúc làm duyên, để đến khi mình nhận biết đây là cái mùi hương, thì đó là cái thức, cái tỷ thức thuộc về quả đang phát sanh lên. Như vậy mũi là sắc pháp, cái cảnh khí này là sắc pháp, nhưng mà cái tỷ thức này đó nó thuộc về danh pháp. Danh pháp này chỉ có thể phát sanh được khi hai cái sắc pháp này nè nó có cái xúc làm duyên, và nó tiếp cận với nhau đến mức độ cho phép thì tỷ thức phát sanh. Như vậy đây là cái hoạt động sắc pháp thuộc về nhân, cảnh khí thuộc về nhân, và cái xúc này là duyên, và cái sự hoạt động này để nó trổ sanh cái quả. Như vậy đây là hoạt động thuộc về nhân quả, hoạt động thuộc về nhân quả. Mỗi cái nhân nó có tên gọi khác nhau. Cái mũi này đó nó là cái nhân tiếp nhận cái cảnh khí, sắc cảnh khí là cái mùi đây đó, là nó là cái nhân để kích thích cái mũi, mũi tiếp nhận. Và được xúc làm duyên thì nó sẽ trổ sanh ra cái danh pháp, đó là tỷ thức. Như vậy cái sự ngửi này nó chính là cái hoạt động nhân quả mà thôi, không có đưa cái pháp tục đế vào để mà nói rằng tôi ngửi, mũi của tôi ngửi, chính tôi ngửi, chính mũi của tôi ngửi, không có nói cái phần đó. Mà chúng ta nói cái phần cốt lõi thì chúng ta đã loại bỏ ra được cái phần mà cái ngã chúng ta nó dính vào trong đó. Mà nếu chúng ta không loại ra, chúng ta nhất định là không có tôi thì ai ngửi mới được. Thì cái đó là nó là cái
cái lệch lạc của mình, người ta gọi nó là cái tà kiến. Thì cái câu nói mà không có tôi ai ngửi thì chuyện nó đúng đâu có sai, nhưng mà nó đúng trong cái pháp tục đế của nó thôi. Nó là một cái sự thật, mà cái sự thật này nó mang tính chất tương đối, nó chưa có đi vào bản thể của các pháp. Khi đi vào bản thể các pháp, chúng ta sẽ nhận ra rằng cái sự ngửi này là vô ngã, thấy không? Và để ngửi thấy một cái mùi hương đó, thì cái động tác này nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tức là mỗi lần nó tiếp nhận rồi nó diệt, tiếp nhận rồi diệt, tiếp nhận rồi diệt, tiếp nhận rồi diệt. Nó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nó có sinh diệt trong đó, nó tái lặp đi, tái lặp lại hoài. Thì vậy chúng ta sẽ thấy có vô thường. Và khi cái hoạt động nó như vậy thì cái người này là người nam mà muốn có ngửi được cái mùi hương đó thì cái hoạt động này diễn ra trên cái công thức này. Một người nữ cũng vậy, một con chó gì, con heo, con gà, con cọp, con rắn gì nó ngửi thì cái hoạt động nó phải như thế mà thôi, không có thể khác hơn. Nó chỉ là hoạt động nhân quả mà thôi, nó không thể đi khác. Hễ có cái sự ngửi phát sanh lên thì cái hoạt động của sự ngửi là hoạt động nhân quả, không thể nói khác đi. Còn con mèo nó nói nó ngửi là cái chuyện nó nói, con người nói rằng tôi ngửi là chuyện của tôi. Một ông vua mà ngửi hay là một cái người ở cái dưới gầm cầu mà ngửi thì cái sự ngửi nó cũng đi theo cái luật này thôi, chứ nó không phải vì ông vua mà cái luật ngửi nó thay đổi. Không phải vì người ở dưới cái gầm cầu mà cái luật ngửi nó thay đổi. Cũng không phải vì đây là con chó nó khác với con người mà cái tính nhân quả của cái sự ngửi nó khác nhau, nó không phải vậy. Nó là luật. Yeah. Nó có cái vận động theo cái pháp của nó mà nó vận động lên. Thì như vậy nó là vô ngã mà. Thành ra cái sự ngửi này nó có mặt ở những cái chúng sinh có đầy đủ ngũ căn. Hay nói rõ hơn là chúng sinh có đầy đủ lục căn. Cho nên càng học chúng ta càng thấy rõ là tất cả những chúng sinh nào mà có mặt trên thế gian này mà đầy đủ lục căn như chúng ta đó, mà người ta làm cái thân phận hèn mọn, người ta là chỉ làm cái con cá, con ếch, con lương đó, cũng bởi vì cái si tâm nó phát sanh mà thôi. Chỉ khác nhau chỗ đó thôi chứ đâu khác nhau cái gì đâu. Lục căn ta có đầy đủ mà. Kể cả con kiến, bò tới bò lui vậy, con ruồi, con muỗi, con rệp cũng vậy đó. Cũng chỉ vì cái suy căn nhiều hay ít mà thôi, nặng hay nhẹ mà thôi, chứ lục căn ta có đầy đủ hết rồi. Nên nhiều khi mình nói mình sinh ra được làm người đó, mình là cái chúng sinh mà cái tâm linh của mình nó mạnh mẽ, tức là cái căn thứ sáu của mình là nó mạnh mẽ nhất. Đúng, đâu có sao. Nhưng mà mạnh mẽ nhất tại sao tạo ác nghiệp? Con muỗi mà nó cắn mình là tại vì nó không có thức ăn. Còn mình đập chết nó đâu phải để ăn, để mà thay đổi một cảm thọ mà thôi. Tại vì nó cắn thì nó ngứa, nó đau, nó khó chịu, nó có thể sanh bệnh. Bây giờ mình đập nó chết để mà mình thay đổi một cái cảm thọ thôi, chứ nó không phải gì thức ăn. Như vậy có nhiều cách thay đổi cảm thọ, đâu cần thiết phải đập chết con muỗi mới có thể là thay đổi cảm thọ, có thể đuổi nó đi được mà. Đúng không? Có thể ngăn chặn nó bằng cách ngồi trong mụn được mà. Tại sao không làm? Ta có lục căn, mình có lục căn mà. Ăn hiếp người ta quá. Khi nào người ta nhỏ nhưng mà ta họp lại đầy đủ, người ta ăn hiếp mình, lúc đó mình không biết chạy đi đâu. Quý vị có nghe trong tục ngữ ca dao mình nói không? Ta nói là mũi kêu như sáo thổi mà đĩa đặt như bánh canh. Chừng nào mình rớt vô cái nồi bánh canh đó thì mình mới biết mình ra sao. Đĩa mà nó đeo từ dưới chân nó lên tới đầu đó thì lúc đó mới biết mình giết một con đĩa không nghĩa lý gì hết, nhưng mà cả cây bày đĩa sẽ ra sao. Mình giết một tổ kiến không có ra sao, nhưng mà tất cả kiến nó đùng lại thành một cái núi kiến
thì chỉ cần 5 phút đồng hồ sau đó thì cái xương cũng không còn luôn. Quý vị hãy coi cái phim mà về cái núi kiến đó là quý vị sẽ thấy. Lục căn ta có đầy đủ mà. Ta khác nhau ở cái chỗ này thôi. Cho nên cái vô minh của mình á, là mình chỉ nhìn thấy mình là con người, là có cái tánh linh mạnh nhất, con người có nhiều ưu điểm nhất thôi. Nhưng mình quên rằng những chúng sinh đó vẫn có nhân vì si này nó che khuất, nó mới ở trong cái hình hài đó. Mà mình không có hiểu biết để chấp nhận nó thì chính mình cũng vô minh. Và mỗi ngày mình cũng có làm cái chuyện vô minh chứ không phải không. Ăn thì chìm trong cái ăn, uống thì chìm trong cái uống, hưởng thụ chìm trong cái hưởng thụ. Thì cái đó là si có mặt đó. Chỉ cần chết trong cái dục vọng hưởng thụ đó thôi thì cái con đường súc sinh đâu có xa đâu. À, quý vị thấy không? À, lái một cái xe hơi, cài trong người mình á, những cái bơm để mà vào đó mà đặt mà nổ cho người ta là thịt xương phải tan nát hết á, thì người ta sẽ rơi vào cái cảnh mà cho đến khi nào đó người ta ở không biết bao nhiêu lâu trong địa ngục, rồi phải trở ra làm quỷ đói bao nhiêu lâu, mà trở thành cái loài súc sinh nhỏ nhất. Chưa nhỏ nhất đâu mà được như loài kiến là không biết trải qua bao nhiêu triệu kiếp. Đâu có đơn giản là mình cho mình tan xác không nghĩa lý gì thì người khác cũng tan xác theo. Đâu có dễ vậy. Nó dễ là trong cái tưởng của mình thôi. Chứ trong cái thực tế con đường nhân quả nó rất rõ. Như vậy mình bắt người ta mình xào mình nướng, mình làm cho nó tan nát hết mà mình thấy bình thường, thì một ngày rồi đó mình cũng sẽ ở trong cái cảnh bình thường đó để mình hiểu xem nó có bình thường không. Đó là cái bài học về nhân quả, đó là cái bài học về tâm linh. Mà cái phước chúng ta nghe giáo pháp để chúng ta tỉnh ra không được thì chúng ta phải học bằng cái thực tế như thế. Cái thực tế là phải đổi chỗ với nhau. Bây giờ mình giết hại người ta, thì khi nào mình là nạn nhân bị giết hại thì mình học được bài học tâm linh. Còn mình chưa học được bài học tâm linh trong lúc mình bị giết hại thì mình sẽ tiếp tục bị giết hại, bị giết hại, bị giết hại, bị giết hại, bị giết hại cho đến khi nào mình học được thôi. Không học được không thôi. Nên chúng ta thử ngẫm lại mấy chục năm qua trong cái đời sống chúng ta được tiến hóa gì về tâm linh, hay là những cái thói quen về cái đời sống nó cứ lặp đi lặp lại hoài mà chưa bao giờ chúng ta thấy nhàm chán hết. Có nhàm chán một số việc, có nhàm chán chút ít, nhưng mà gọi là nhàm chán hết thì chưa có nhàm chán. Cũng như cái ăn, nó là một trong những cái thú vui mà ta hưởng dục lạc về cái sự ăn uống. Thì cho đến bao giờ đó mình thấy rằng cái ăn không còn là một cái sự thọ hưởng dục lạc về ăn uống nữa, mà ăn để cho sức khỏe, và mình đủ cái sự bình thản để hưởng được cái đó, thì mình thoát được một chuyện đấy. Nhưng mà nói chữ thoát thì nghe dễ vậy chứ. Được bình an cái đã, còn thoát hay không là phải nhờ mình phải có cái trí tuệ về tâm linh, phải có tuệ giác, phải có hành thiện. Nên đầu tiên cái phước mình là cái phước của giới, có nghĩa là tiết chế được. Cái phước mình là phước của định, tức là không xôn xao về cái ăn cái uống nữa, mà biết rằng ăn gì là được, ăn gì là tốt, ăn gì là đủ rồi, thì cái tâm mình nó an định vậy. Nhưng mà cái bước thứ ba là cái bước về tuệ giác, phải soi cho ra, cho thấy rõ thì mới thoát, còn không không thoát. Có thể nó bình thản trước cái món ăn này, nhưng trước món ăn khác nó chưa bình thản. Nên phải xem lại cái chỗ đó. Bây giờ cái cảnh khí đấy cũng vậy.
con người ta chết vì cái mùi hương dữ. Trong tất cả các loài, loài vật cũng vậy. Đến cái mùa giao phối của nó thì có những cái con vật đó là nó bay đi, những con đực nó bay đi thì nó buông ra cái mùi hương có thể trong vòng phạm vi một cây số để mà nó quyến rũ cái con cái. Thì vậy cái mùa giao phối, cái mùa sinh sản của nó phát sạch. Nhưng mà con người ta thì bốn mùa đều có thể tỏa hương hết. Hương thiệt cũng có, mà hương giả cũng có. Cho nên dầu thơm xịt 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 vô. Thì như vậy nó tạo nên một cái sự quyến rũ. Thành ra hầu hết những cái gì mà nó có mặt ở trên cái mặt đất này, từ con người cho đến cây cối đó, thì mọi thứ nó đều có một cái mùi hương của nó, mùi tự nhiên của nó đều phát ra như vậy. Và đặc biệt là những cái chúng sinh mà nó có hơi thở đó, thì cái mùi hương nó đóng góp vào vấn đề sinh sản, tức là nó tạo nên một cái sự quyến rũ để mà nó duy trì và nó phát triển cái nòi giống của nó. Thì con người cũng nằm trong cái chỗ đó. Cho nên là trong kinh Phật có nói là không có cái mùi hương nào quyến rũ người nam cho bằng cái hương của người nữ, và không có cái hương nào quyến rũ cái người nữ cho bằng cái hương của người nam. Anh say em thật rồi, làm sao quên mùi tóc. Nên mới nói là cái gì chim quyên xuống đất tha mồi, thia lia quen chậu mà vợ chồng quen hơi. Cho nên là có những cái đứa con đó, nó xa cha mẹ nó ngủ không được, thì cha đi đâu hay mẹ đi đâu đó là phải để lại cái áo cũ có cái mùi mồ hôi, thì tối đó để gần bên nó mới ngủ được, không nó khóc hoài nó không có ngủ được, nó quyến trong cái mùi. Thành ra cái mùi này, cái hương này đó, nó cũng là một cái quyến rũ mà nó sẽ dễ cho người ta đó phát sinh cái tha. Yeah. Nó sẽ dính vào đó. Nó dính vào trong cái mùi hương này. Và mình đừng có cười người ta, là tại vì khi mình nấu canh mình quen để cái rau quế, bây giờ để vô khác vô khó chịu không muốn ăn. Thấy chưa? Có người để rau ngò mà để không phải rau ngò khó chịu không muốn ăn. Mùi hương. Thức ăn mình nó có cái mùi. Mình cứ quan sát kỹ đi. Có nhiều khi cái món đó để trơ vậy không ăn mà tẩm vô có cái mùi gì đó thì nó lại hấp dẫn. Nó phải có mùi, nó phải có vị thì nó tạo nên cái sự quyến rũ. Và như vậy, nói như vậy để mình thấy gì? Mình thấy cái tâm mình nó cũng dính mắc vào trong cái mùi quen thuộc, cái mùi mà nó ưa thích. Vậy thì khi chúng ta không thấy rõ thì cái tham tâm chúng ta sẽ khởi lên vào nơi cái tâm mà tổng tóc này đây. Hoặc là cái mùi mà gây khó chịu thì nó cũng sẽ phát sanh lên đây. Và nó là gây đến chuyện lớn chứ không phải có chuyện nhỏ đâu. Sư cô nhớ hồi sư cô đi học ở bên Ấn Độ, ở trong cái ký túc xá thì thường thường ăn cơm ký túc xá. Nhưng mà trong cái ký túc xá nó có một cái bếp chung ở cái đường đi qua lại đó, thì ai muốn nấu thêm chút đỉnh gì thì cứ thoải mái mà nấu. Mấy cái cô mà người Nagaland hoặc là những người Bù Tăng ấy hả, thì cái khẩu vị các cô khác. Các cô có một cái loại mắm rất là đặc biệt, nên chắc nó cũng không thua gì mắm nêm của mình, đại khái là vậy. Thì khi mà các cô bắt lên nấu thì không những cái mùi ớt mà cái mùi mắm đó, thì nó xông lên, thì cái người nào mà ăn nó thì thấy hấp dẫn, mà người không ăn thì nó không hấp dẫn chút nào cả. Thì mấy cô Ấn Độ đi về đó thì mới cổ về, có cô thì bịt mũi lại chịu không nổi, mới kéo cái áo sơ ri lên nó mới che lại rồi mới đi. Mà không phải một cô, nhiều cô như vậy, mà không phải một lần, mấy lần như vậy á. Thì không biết là mấy cái cô này đó, mấy cô mà đứng đó nấu mới suy nghĩ sao mới về bàn với nhau.
mới kêu mấy cái cô đó ra hỏi tại sao. Đi ngang thấy tôi nấu thức ăn mà lại bịt cái mũi lại, rồi lại kéo cái áo lên mà che lại, vậy làm sao? Trả lời đi. Khi mấy cô đó nói là vì cái mùi đó nó không có thích hợp cho nên là phải che lại. Rồi không thích hợp là sao? Thức ăn người ta mà thích hợp với không thích hợp gì? Như vậy là khi dễ phải không? Mấy cô này không có trả lời, mấy cô này nói không phải, tại nó chịu không được thì che lại vậy thôi. Nói tại sao phải che lại? Thức ăn người ta tại sao phải che lại? Mình có một cái gì mình ghê tởm ở trong đó, có gì mình coi thường người ta trong đó, mình mới có một cái thái độ như vậy. Thì hai bên mới cãi nhau. Cãi nhau thì nó chia ra làm, cuối cùng đó là lúc đầu cãi có mấy người, sau nó chia làm hai phe. Hai phe mà xử không được thì mới đưa lên cái bà mà giống như mình gọi là giám đốc của cái ký túc xá đó. Thì thường thường mấy cái bà đó là tối thiểu phải có bằng cấp tiến sĩ mới được về làm ở đó, chứ còn thấp hơn cũng được. Tại vì đó là chỗ ở cho sinh viên cao học và tiến sĩ, cho nên cái người thấp hơn không làm việc được. Nhưng mà hòa giải không xong, học cũng không xong. Rồi sau đó mà phải mời tới là cái ông Vice Chancellor, là cái ông đó giống như viện trưởng vậy. Bởi vì cái viện Phật học đó, viện trưởng là tổng thống. Thì cái viện phó người trực tiếp đó vậy, phải đứng ra để giải quyết. Bởi vì nó thuộc về vấn đề quốc hồn quốc túy, cái mùi hương quốc hồn quốc túy. Thành ra có những cái thức ăn, cái mùi của nó thì nó quyến rũ với những người ta ăn được, còn có những cái nó không quyến rũ người khác ăn được. Ví dụ như cái đậu hũ thúi chẳng hạn, đó là cái món ăn mà có những nơi người ta bán là phải sắp hàng chờ mới mua được. Mà mua thì mua được có một phần thôi, chứ không phải mua được hai phần. Nhưng mà có cái người mua xong rồi ăn một miếng thôi thì là coi như không bao giờ dám nhớ trở lại nữa hết, mà cũng không dám ăn tiếp một cái món thứ hai, một cái muỗng thứ hai nữa. Nhưng mà đâu có phải là cái mũi mình không chịu được thì nó trở thành cái xấu, đúng vậy không? Thành ra trong cái vấn đề mà cái mùi hương này, như vậy chúng ta thấy là nó nằm trong cái tập khí, nó nằm trong một cái thói quen mà nó có từ lâu lắm rồi, chứ không phải là mới đây. Vì vậy khi nó khởi sanh lên thì nó phải nằm trong cái sự ưa thích, là không ưa thích cái chỗ này. Và như vậy chúng ta chỉ có thể thoát ra được khi chúng ta thấy rằng đây là cái mùi, đây là cái mùi, để có thể phân biệt các cái loại mùi đó với nhau. Và đây chỉ là một cái hoạt động, là cái mũi người này khi mà tiếp nhận cái đó thì nó, cái hoạt động về sự tiếp nhận cái thức phát sinh này, nó nằm trong cái hệ thần kinh. Và cái cấu tạo về sắc pháp này đó là nó là cái quả của trong cái vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Thì cái quả này nó trong cái thọ của nó có thích hợp thì nó câu thông được, nó không thích hợp thì nó phải có một cái phản ứng ngược lại thôi. Để mà chúng ta có thể sáng suốt nhận ra cái này nè, mà chúng ta đó nhìn cái sự việc nó diễn ra như thế mà thôi, nó không bị dính vào cái chỗ này, gì không chứ. Cho nên vì thế mà chúng ta thấy được cái hoạt động nhân quả. Còn nếu không đó, thì chúng ta thấy rằng mũi mình nghe cái đó và mình thấy là cái này cực kỳ đặc biệt và quyến rũ với mình, thì mình bám chắc nó không rời ra. Và thậm chí nó đi tới một cái sự sai lệch vậy. Cái gì mình thấy ngon nhất, cái gì quý nhất, cái gì thơm nhất thì muốn đem cho cái người mình thương nhất. Mà có khi người ta chịu không được á, thì mình lại bực bội khó chịu với người ta. Quý vị thấy nó dẫn cái sự sai lầm không? Thích hợp với mình không có nghĩa là thích hợp với người khác. Chừng nào người ta có sự đồng cảm với mình thì người ta sẽ thích hợp như vậy. Chứ không phải mình cho cái gì mà mình cho là tốt nhất thì với người khác cũng là tốt nhất. Bởi vì tập khí nơi mỗi người khác nhau, về cái ăn, cái uống, cái ngửi, thậm chí vô đây thấy cảnh là cảnh khác nhau nhưng tiếp nhận khác nhau. Quý vị đi nghe pháp này, mắt quý vị thấy tất cả những gì trên bảng, trên hình này, quý vị nghe cũng nghe vậy, nhưng mà khi mà tiếp nhận và để sử dụng thì mọi người khác nhau. Vì thấy cái chỗ này không, để làm mình nhận ra vậy để làm chi? Để mình thấy tất cả các cái mùi chỉ là mùi mà thôi. Còn cái mùi này nó thích hợp với mình hoặc không thích hợp mình biết.
và mình có đắm vào trong cái mùi này không, có quá ưa thích cái mùi này không, hay là bực bội với mùi này không là mình biết. Thì khi mình quá ưa thích thì mình bực bội cái mùi này là mình thấy cái tâm, mình thấy tâm thiện và tâm bất thiện của mình. Và khi mình cứ đi trong cái thấy, cái biết như vậy và nhận thức ra như vậy thì mình thoát ra khỏi cái vô minh và cái tà kiến. Nó dẫn theo rất là nhiều thứ, cho nên là vô minh tà kiến nó phát sanh vì chúng ta không thấy được hoạt động nhân quả của sự gửi. Và vô minh tà kiến này nó có sẽ dẫn đi tiếp nữa chứ không phải ngừng ở đây, bởi vì đây mới là cái thức quả mà thôi, cái tỷ thức này thôi. Thì cái thức quả này nằm ở đây, nằm cái số 5 này đây, và nó sẽ đi tiếp trong số 6, số 7, số 8, số 9, 10, 13, 15, 16, 17. Rồi khi nó xong cái chu kỳ này rồi thì nó trở lại cái chu kỳ này, nó cứ trở lại, nó tiếp diễn hoài. Cho nên khi mà mình thấy biết được, hiểu được rõ ràng thì nơi đây nó thay đổi, bởi vì nó có nằm trong cái phân đoán này. Khi mình phân tích ra, mình hiểu, mình thấy rằng ô, chỉ là cái mùi thôi, chỉ là hoạt động nhân quả thôi, và cái này chỉ là cái mà nó phù hợp với mình, mà mình thích mà thôi, không có để cho nó đắm nhiễm tới cái mức độ đó. Và đây là cái câu chuyện mà sư cô đã kể ở đây rồi đó, là cái người mà sắp lâm chung đó. Cái khi người ta không ăn được cái đó, nhưng người ta, cái món ăn mà ta ưa thích đó, mà nó có cái mùi đó, thì cái giờ đó cũng khá nguy hiểm cho cái người ra đi. Ví dụ như cái người này đó, người ta thích ăn cái thịt nướng mà có tẩm những cái mùi ướp, ngũ vị cho nó thơm chẳng hạn. Thì bây giờ cái người này người ta đau bệnh nặng quá, thì cái người nhà đó muốn đem cái thức ăn mà nó có cái mùi thơm như vậy đó để cho làm cho người này tỉnh lại, có thể ăn được một miếng. Nhưng người này không tỉnh lại được, nhưng mà ngửi được cái mùi này, ngửi được cái mùi này. Và khi ngửi được cái mùi này đó thì người này nó lại liên tưởng đến cái lúc mình còn khỏe đó, cái người nhà mình làm thức ăn có cái mùi này thì nó là cái mùi thịt nướng các loại. Và như vậy thì người này đó sẽ thấy thèm thuồng. Và trong cái vô minh và cái tà kiến người này đó, thì người này hình dung lại đây là cái thịt sườn nướng, hay đây là cái món gà nướng, hay đây là món vịt nướng, vân vân. Thì cái khi đó cái cảnh nghiệp mà cận tử nghiệp người này có thể thấy một cái bầy heo, có thể thấy một cái bầy gà, có thể thấy bầy vịt, vân vân, tùy theo cái thức ăn quen thuộc đó, mà cái mùi đó nó cũng sẽ ảnh hưởng trong cái cận tử nghiệp của người này. Thấy không? Cho nên khi mà chúng ta học về cái này đó thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta hiểu được là cái mùi nó phát sanh mà để cho mình có thể biết được đó, nó là hoạt động của nhân quả, thì mùi chỉ là mùi thôi. Và khi mình có ưa thích hay không ưa thích thì mình thấy cái tâm mình ưa thích hay tâm mình không ưa thích, mình thấy mình phản ứng như thế nào thì mình thấy biết rõ như vậy thì mình thoát. Còn nếu như mình không thấy biết rõ như vậy thì mình sẽ đi sâu vào, mình đi sâu vào và mình quên. Cho nên là để rồi chúng ta sẽ học tới cái thiệt thức đó, là khi chúng ta nếm như thế nào, thì chúng ta nếm, chúng ta không ngừng lại ở trong cái vị mà chúng ta nếm, nhưng mà chúng ta lại gắn cái vị này vào trong cái vật liệu mà nó được tẩm ướp. Cái vật liệu đó có thể là miếng đậu hũ, vật liệu đó có thể là cái khúc cá, vật liệu đó có thể là miếng thịt, vật liệu đó có thể là nguyên con gà, nguyên con vịt, nguyên con heo chẳng hạn. Thì hai cái đó là nó là đồng nhất với nhau, đồng quá với nhau là một. Và chính như vậy đó, nó cái sự lệch lạc đó, nó là tà kiến. Cái sự không hiểu biết đó, nó là cái vô minh. Nó mới đi tới cái chỗ là nghe cái mùi đó, nghe cái mùi đó, hoặc là nếm cái đó, thì biết tất cả những cái vật liệu làm nên cái chất đó, rồi bám vào trong cái món ăn đó. Và để rồi đó là mới luân hồi trong những cái cảnh khổ, mới đi lại. Cho nên không phải tu là ăn chay mới đắc đạo quả, ăn mặn không đắc đạo quả, chuyện nó không đúng,
hoàn toàn không đúng. Đi muốn ăn gì quý vị ăn. Nhưng mà trong cái sâu xa đó, mình tránh được cái gì tốt cái đó. Tại vì mình đâu có phải Phật đâu. Thành ra cái lưỡi mình ăn miếng thịt đó, cái tâm mình nó quyến khác. Cái lưỡi mà nó ăn miếng đậu hũ, cái tâm mình nó quyến khác. Quý vị hiểu cái chỗ này không? Tại vì mình phàm phu tục tử, thì mình phải dính vô chứ. Mình ngửi cái mùi, mình nếm cái vị đó, mình bị dính vô. Và chính vì cái sự dính vô đó mà có thể trong cái giờ lâm chung, cái cận tử nghiệp của mình đó, nó trôi lăn vào trong cái chỗ đó. Cho nên khi người ta giết hại những cái con vật để ăn thịt nhiều quá, cái điều mà ta không nghĩ ra đó là những cái đó nó hằn trong cái bộ nhớ của mình. Nó quen thuộc trong cái nhìn của mình. Người ta giết những con vật á, thì thứ nhất là những cái hình ảnh đó nó hằn ở trong tâm. Cái thứ hai, cái mùi của nó bốc lên đó, nó hằn trong cái tưởng mà về cái tỷ thức này đây. Thì cái giờ lâm chung những cái đó nó sẽ trở lại. Chứ không phải là ăn chay thành Phật mà ăn mặn là không có thành Phật. Không phải vậy. Nhưng mình tu, mình biết là mình bớt được chút nào mừng chút đó. Cũng như cái gánh nặng mà đi đường dài vậy đó, mình bớt được chút xíu nào bớt. Gánh cái đoạn này mà bỏ bớt được chút thì bỏ, gánh nữa mình bỏ bớt chút. Lần lần trong cái sự hiểu biết của mình về đời sống, mình bắt đầu mình tiết chế lần, tức mình bỏ bớt lần, tiết chế lần. Thì mình nhẹ gánh mình thôi chứ đâu có vấn đề gì, chứ đâu thành Phật đâu. Hiểu này chưa? Chứ còn đừng có bắt chước mà nói bát nhã, chai mặn như nhau. Ai mới nói được câu đó? Và ai mới làm được câu đó? Mình thiệt không? Thử giờ ăn mặn quen rồi, ngày nào cũng đưa đậu hũ luộc vô ăn coi thử coi nuốt nổi hay không. Mà nói là chai mặn như nhau, có cái chuyện đó. Cái đó người ta nói bát nhã đó. Sự thật đi, mình thấy rõ mình cả hai cái thức ăn đó mình có kham nổi hay không. Mình kham nổi thì mình phải nói với mình, muốn gánh nặng đường dài thì cứ chất lên thôi, chuyện dễ rồi đâu có sao đâu. Còn muốn nhẹ gánh thì bớt xuống, còn muốn nặng thì chất lên. Nó chỉ vậy thôi, chứ đừng có ngồi đó mà lý luận. Nhìn cho rõ, nhìn cho sâu cái vấn đề, rồi tự hỏi mình có muốn làm nhọc nhằn mình hơn không. Muốn cứ làm. Bởi vì mình gieo xuống thì mình gặt thôi. Đâu có ai gặt thế mà. Còn nếu mình biết rằng là gieo thì dễ rồi đó, nhưng mà gặt thì chắc chịu không nổi, thì thôi bớt gieo lại. Đấy, nói với mình như vậy đi. Thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ thoát ra. Thì những cái này, những cái phần mà về cái nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân đây đó, thì mỗi một cái á, nó đều có một cái lộ trình tâm của nó hết. Cho nên mới gọi là cái lộ ngũ, lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân. Năm cái lộ đó tất cả. Bây giờ chúng ta học những cái điểm này để chúng ta ôn lại, chúng ta nắm một cái số điểm chính nữa. Thì sau đó chúng ta sẽ thấy cái sự hoạt động, cái sự vận động, cái sự vận hành của cái sự ngửi, sự nghe, sự thấy, nó là như thế nào. Để từ đó mà chúng ta đây mới có thể thu thúc lục căn. Còn nếu như chúng ta không nắm kỹ cái này thì chúng ta vẫn có thể thu thúc lục căn, nhưng mà cái phần thô chút đỉnh thôi. Chứ còn về cái phần vi tế đó, chúng ta chưa thấy rõ. Chưa thấy rõ làm sao mà thu thúc được đó. Thôi tất cả chúng ta tạm dừng ở đây.